Cho Momo này. Đây, cho con này. Momo ngồi đây đợi mẹ nhá. Nào ngồi đây. Đúng rồi. Đợi mẹ nhá. Xem mẹ làm việc nhá. Ngồi đây đợi mẹ nhá. Nào. Của con này, cho con. Đây cho con này. Momo ngồi đây nào. Momo ngồi đây nhá. Rồi để mẹ thổi cơm cho Momo ăn. Rồi, cầm dĩa nào. Momo mời cả nhà ăn cơm nha. Momo ăn cơm nha. Vâng. Mẹ ăn cơm, chị mẹ em Momo. Chị
Rồi ăn cơm đi. Con ăn đi. Mẹ mời Momo ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm nha. Nhìn cái nó còn anh ăn đi này. Giỏi quá, hôm nay ăn Momo ăn hết cơm rồi. Em Momo ăn giỏi thế nhở? Ngoan quá, nào con ăn nốt đi. Rồi, Momo đây đợi mẹ lấy hoa quả cho con ăn nha. Đây đây mẹ lấy cho. Đây, để mẹ bỏ bát ra. Đây, ngồi gần vào đây. Để con ăn đi. Ngồi xuống đi. Con thích ăn gì? Con thích ăn quả cam thôi. Đúng rồi, thì mẹ lấy quả cam cho con nhé. Dạ. Này, Momo đang ăn này.
Momo ăn giỏi lắm.